Chào mừng các bạn đến với kênh Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng 14 ngoại hạng Anh giữa Aston Villa với Man City. Không ngoài dự đoán khi Man City tiếp tục trình diễn đẳng cấp vượt trội, Villa cũng không phải dạng vừa khi đang toàn thắng 2 trận liên tiếp. Hãy cùng Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay và cùng bàn luận dưới comment nhé! Soi kèo bóng đá Aston Villa gặp Manchester City tại vòng 14 ngoại hạng Anh. Thời gian diễn ra là 3:15 ngày 2 tháng 12 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Aston Villa gặp Manchester City, phong độ của Aston Villa 5 trận gần nhất. So với giai đoạn những hồi đầu mùa thì hiện tại, thành tích của Aston Villa có phần lạc quan hơn đôi chút khi họ đối đầu với Brighton và Crystal Palace không được đánh giá quá cao về lực lượng và vì thế họ giành được 2 chiến thắng trọn vẹn. 6 điểm tối đa sau 2 vòng vừa qua đã giúp cho Aston Villa thu hẹp cách biệt với nhóm nửa trên bảng xếp hạng chỉ còn 1 điểm. Phong độ của Man City 5 trận gần nhất. Mới đây trong trận đấu được xem là chung kết ở vòng bảng Champions League khi Manchester City đối đầu với PSG để quyết định đội bóng nào sẽ chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A thì đại diện của Anh với lợi thế sân nhà đã cho thấy sức mạnh của mình với thắng lợi 2-1 thuyết phục. Đó cũng là trận đấu thứ tư liên tiếp họ toàn thắng trên cả hai mặt trận đang chinh chiến. Điều này giúp cho đội bóng chủ sân Etihad có tâm lý vững chắc để quay trở lại cuộc đua top 4. Soi kèo tài xỉu Aston Villa gặp Man City, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1,25, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3 hòa. Chưa để lại quá nhiều ấn tượng trên sân nhà thời gian gần đây, nhưng không thể phủ nhận rằng Aston Villa vẫn thi đấu tấn công khá bùng nổ qua 8 bàn thắng họ ghi được ở trong 4 lần trận gần nhất. Về phía Manchester City cũng không phải dạng vừa với 11 bàn thắng sau 4 lượt trận. Xa nhà gần nhất. Điều này đủ để họ tự tin sẽ nhập cuộc máu lửa ở trong trận đấu tới. Kèo tài nên được người chơi cân nhắc. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 1,25. Man City nằm cửa trên và chấp Aston Villa 1,5 trái. Như đã nói, Aston Villa thi đấu chưa thực sự ấn tượng ở trên sân nhà, dù đón tiếp những vị khách không đánh giá quá cao, thế nên sau 5 lượt trận gần nhất trên sân nhà, họ nhận lấy 3 trận thắng. Vì vậy, việc Man City đang có tới 3 trên 4 trận thắng kèo châu Á gần nhất, dù chấp đối thủ ở mức bàn thắng khá cao, đủ để cho thấy họ là phương án lựa chọn tin cậy ở trận đấu này. Cửa Manchester City là lựa chọn mà chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đối dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mà lại chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nha. Dự đoán tỷ số trận đấu, Aston Villa thua 1-3 Manchester City. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về trận đấu dành cho anh em. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube Tám Bóng Đá để cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!